Thưa quý vị, đợt thiên tai vừa qua gây ảnh hưởng nặng nề một số tỉnh thành khu vực miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ gây ra trên địa bàn thành phố. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, ước tính thiệt hại do mưa lớn gây ngập lụt, lũ sạt lở đất trong ngày 14 tháng 10 vừa qua trên địa bàn thành phố là hơn 1.486 tỷ đồng. Mưa lớn là gây ngập diện rộng trên địa bàn 52 trên 56 phường xã thuộc 8 quận huyện và hầu hết các tuyến đường đều bị ngập. Nhiều tuyến đường, tầng hầm một số trụ sở công trình quan trọng của nhà nước, doanh nghiệp và nhà dân ngập sâu, có nơi ngập đến 2 mét với tổng số nhà bị ngập gần 70.000 nhà. Mưa lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề nhà cửa, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn thành phố, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất. Toàn thành phố đã sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho hơn 14.000 người. Tuy vậy, thành phố có 4 người chết, có 1 nhà bị sập do sạt lở hồ Hố Dư và 28 nhà bị sập một phần. Các sở ban ngành và địa phương đã khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ gây ra, cơ bản ổn định sản xuất và đời sống trở lại. Thành phố đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho người dân với hơn 2 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án khẩn cấp để ổn định lâu dài cũng như khắc phục các thiệt hại do mưa lũ. Các ý kiến của các bộ ngành tại buổi làm việc đều cơ bản thống nhất với các kiến nghị của thành phố về đề nghị hỗ trợ để sớm khắc phục thiệt hại trên các lĩnh vực để sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia sẻ những khó khăn, mất mát và thiệt hại của người dân Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung do mưa lũ gây ra. Chủ tịch nước đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và chủ động của các ngành địa phương trong ứng phó cũng như khắc phục thiệt hại sau mưa bão gây ra. Sau mưa lũ, cuộc sống đã có nhiều xáo trộn, vì vậy Đà Nẵng cần tập trung đảm bảo chăm lo cho người dân. Chúng ta phải tập trung hỗ trợ đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho người dân sau mưa lũ. Một cái tinh thần là không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, điện nước, giao thông, y tế và đặc biệt là không để bùng dịch sau mưa lũ. Kinh nghiệm là sau lũ thì nó môi trường nó không tốt nên dễ bị. Và cái việc rất quan trọng là các cấp các ngành hệ thống chính trị chúng ta phải lo cho người dân lúc này để ổn định cuộc sống bình thường, sớm ổn định cuộc sống, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đưa cuộc sống trở lại bình thường cho người dân, không để khó khăn cho người dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần nhanh chóng khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, đi lại, trường học để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt người dân cũng như việc dạy học bình thường. Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành có hướng giải quyết tối đa các kiến nghị của Đà Nẵng để khắc phục thiệt hại sớm. Chủ tịch nước cũng lưu ý thiên tai lũ lụt ngày càng cực đoan, vì vậy cần có hướng ứng phó lâu dài. Công tác dự báo cần tăng cường. Công tác quy hoạch cần chú trọng. Trong báo cáo của anh Trinh có đề cập vấn đề này. Chúng ta dù thành phố ven biển nhưng phải quy hoạch và phải đầu tư bài bản hệ thống thoát nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng cho Đà Nẵng 20 căn nhà giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 5. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi hỗ trợ 20 căn nhà, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hỗ trợ 10 căn nhà. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 300 thùng hàng nhu yếu phẩm và 300 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 4.000 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh thành phố bị ảnh hưởng của mưa lũ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng. Điện lực miền Trung hỗ trợ thành phố 500 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão lũ vừa qua.